ngày mưa, chỗ bang mình thì mưa suốt ngày, với phía Bắc thì tuyết rơi rất là nhiều, thì vừa lạnh vừa ướt át, không thích cho mấy. Thì mới đi làm về thì muốn chia sẻ cho mọi người một vài thông tin. Thì nói về làm cái thẻ ngân hàng, thì nếu mà bạn mới qua thì sau khoảng là 15 ngày hay 20 ngày, sau đó nó sẽ gửi về cho mình là cái social, giấy social number. Thì sau đó mình đi xin việc làm. Nếu mà làm trong nhà hàng hay là chợ hay gì đó thì nó cần là cái giấy social và cái giấy ID. Thì thứ nhất là mình có giấy social ha. Thì giấy social, sau khi đó mình lên trên chỗ là DMV. DMV mình sẽ làm cái thẻ ID trước. Thì driver license này chưa có được, chưa được. Thì mình làm cái ID thì hình như mình biết là khoảng từ 22, 21 đô cho đến 25 đô. Thì tùy mọi nơi mấy bạn. Tùy mọi nơi. Thì nếu mà giấy social của các bạn á, trong sau 15 ngày, 20 ngày chưa có, thì mình khuyên thì nên đi lên cái chỗ mà trung tâm Social Security Number. Mình hỏi nó là lý do tại sao. Thì cái trường hợp là trùng tên, trùng địa chỉ, trùng năm sinh, trùng tên, trùng năm sinh, thì nó sẽ chưa chắc chắn được là nó gửi tới địa chỉ nào, cho nên người thân nó dẫn mình lên tận nơi để hỏi nó lý do. Xong rồi mình đưa cái passport của mình lại lên cho nó coi, rồi nó sau đó nó sẽ gửi về. Còn nếu tùy đối với tiểu bang của mình á, thì khi mà lên nó nói là sau 1 tháng nó mới nói chuyện với mình, thì tùy mỗi tiểu bang thôi nha các bạn đó. Rồi thứ nhất là cần giấy social, thứ hai là giấy ID. Thì khi mà mình có giấy social rồi, mình lên DMV mà chỗ mà cấp bằng lái xe rồi đó, thì mình lên mình đăng ký cái ID. Thì nên thì đi sớm một chút, thì lúc nào nó cũng bận rộn hết. Thì mình lên làm giấy ID. Thì giấy ID đầu tiên cũng là hình như có hạn là 1 năm. 1 năm. Sau cái hàng 1 năm, thì sau 1 năm mình có cái sau 1 năm ở, và hình như sau 2 tháng hay là 3 tháng, tùy tùy mỗi người, thì cái thẻ xanh mình về, mình lại đi lên DMV, mình đổi, mình đem cái thẻ xanh, cái passport với cái social của mình nữa, thì mình đổi, thì mình lấy cái ID hay là thì cái bằng lái của mình á, là theo diện là 10 năm luôn, không mình không có cần renew mỗi năm nha mấy bạn. Thì mình thì làm như vậy, mình làm 1 năm trước rồi mình cấp bằng lái, xong rồi mình đi đổi luôn cái bằng bằng là có thời hạn 10 năm luôn. Thì theo được biết á, thì người ta chỉ cần giấy social khi mình làm lên, mình đi lên làm cái ID á, thì người ta chỉ cần cái giấy social của mình rồi cái passport của mình để điền vào cái form của họ thôi, chứ không có cần làm chờ. Sau khi người ta làm xong cho mình á, thì mình khuyên nên kiểm tra lại một lần về thông tin của mình nữa, để nhiều lúc đông quá không có kiểm tra, mình lơ là mình không kiểm tra, thì nhiều khi cái tên của mình sai, cái ngày sinh của mình sai, thì mấy công mình đi đi lên lại, mất thời gian mình lên mình biểu nó sửa lại nha. Thì nên là kiểm tra kỹ, và nếu mà trong lúc đó mình chưa kiểm tra, mình về nhà nó có sai sót gì á, thì lên trên đó người ta sẽ chỉnh sửa lại cho mình, là không mình làm thì miễn phí, không không có lấy tiền họ không. Nếu đối với những bạn mà mình có license rồi, có ID rồi đó, nhưng mà mình chuyển đổi qua một cái địa chỉ khác ở,
thì mình có thể làm trên online, hay là mình tới đó mình xin tờ giấy để mình điền cái form, mình đổi địa chỉ, thì cái phí đó, lệ phí đó là 12 đô. 12 thì xong mình có social, mình có ID, thì nếu mà người thân của mấy bạn có thời gian, và trường hợp bạn đã đi làm rồi nhưng mà mình chưa có lấy được cái bằng lái, thì người thân của bạn nếu mà có thời gian thì mình đi thẳng lên tại lên đến ngân hàng luôn. Lên đến ngân hàng thì mình mở thẻ thẻ debit, rồi mình mở thẻ credit luôn một lần. Thì nếu mà bạn đi làm khoảng 1 2 ngày là biết cái tên cái chỗ mình đi làm là ok rồi. Vào mở tài khoản ngân hàng á, thì theo mình biết là nhiều ngân hàng nó có người Việt làm. Nếu bạn biết thì mình tới chỗ người người đó mình làm cho người ta, nói người ta phiên dịch lại cho nó dễ. Còn nếu không á, thì các bạn yên tâm, thì ngân hàng bây giờ nó gọi cho trung tâm mà phiên dịch tiếng tiếng Việt, thì mình nói qua người phiên dịch, rồi người nó nói qua người phiên dịch phiên lại cho mình sẽ hiểu. Thì nó mất thời gian, nhưng mà thì tùy tùy chỗ, thì chỗ mình thì có người Việt làm trong ngân hàng là Chase, ngân hàng Wells Fargo hay là Bank of American, là nó làm hết. Thì đối với mở tài khoản credit và debit thì nó cần là giấy social, cần ID và mang theo passport và thêm theo tiền nữa nha các bạn. Thì cái ID á, thì nó nếu bạn chưa có thì nó có giấy tạm thời vẫn ok luôn nha. ID tạm thời vẫn ok, có thời hạn là ok. Thì mình theo mình á, thì mình sẽ chuẩn bị là mình phải có email nè, mình phải có cái ID online nè, mình phải nghĩ tới ID online, password, rồi pin number đó mình cần cho mình. Thì tới đó người ta làm, mình không cần khỏi suy nghĩ nhiều thêm, mình biết trong đầu mình muốn cái gì rồi, làm nó nhanh gọn hơn. Thì hiện đại rồi thì khi mình mở cái debit á, thì mình nên nói cái banker của mình á, là mình muốn là check in nó online luôn, thì mình xem trên online rồi mình trả tiền online, nó dễ hơn, nó tiện lợi hơn cho mình. Thì ngân hàng mình làm á, thì là Bank of American. Thì trước khi mình muốn mở cái credit thì mình theo mình biết thì nên mình mở cái debit luôn. Thì vào đó nó sẽ tư vấn của cho mình là muốn cái loại thẻ debit nào, muốn mỗi tháng là trả. Hình như mình mới làm đây là một, nếu trong 2 trường hợp mỗi tháng mình sẽ trả là 4 đồng 95 cho mỗi tháng. Nếu mà tiền của bạn cao hơn 1.500 hay thấp hơn 1.500 thì không có vấn đề gì hết, là bạn xài hết được, mỗi tháng bạn trả 4 đồng 95. Còn nếu bạn không muốn mỗi tháng lấy dầm phí là 4 đồng 95 thì at least trong tài khoản của bạn phải có 1.500, lúc nào cũng phải có 1.500. Và nếu bạn xài dụ bộ bạn có 1.500, ngày ngày mai các bạn xài dưới là 1.300 đi, mình xài mất 200, thì tháng đó nó sẽ, nếu mà trong vòng 1 tháng khi mà rút tiền á, nó thấy tài khoản bạn không đủ 1.500 nè, nó sẽ trả bạn là 12 đồng. Thì nó sẽ trả mình 12 đồng đó. Thì nếu nếu bạn không muốn thì mình dùng cái option kia là 4.95. Còn nếu bạn không muốn nó trả 4.95 mỗi tháng thì mình để 1.500, nếu mình có tiền nha. Nếu mình có tiền thì mình để 1.500, luôn luôn có 1.500 trong tài khoản của mình. Rồi sau khi mình làm cái thẻ debit xong thì nó sẽ mình sẽ hỏi nó là mình muốn mở cái credit luôn. Thì cái trường hợp này á, thì mình biết là ở trong ngân hàng Bank of America nó cho mình là mình bỏ tiền của mình vào 300
300 đồng hay là nhiều hơn 300, 400, 500 thì đó, thì tùy các bạn. Nếu bạn có tiền thì mình bỏ vào cái thẻ đó. Cái thẻ là cái đó là silver, cái màu bạc. Thì bỏ vào cái thẻ đó thì nó sẽ cấp cho mình là một cái thẻ mang tính là credit. Nhưng tiền của mình là tiền đó là tiền của mình, nhưng mang tính chất là mình cứ nghĩ đó là tiền người ta cho mình mượn để rồi mình làm, mình xài, xong nó cuối tháng nó gửi bill gì thì mình trả cho nó đúng đúng hạn, đúng thời gian. Thì sau khoảng một năm đó, cái tiền 300 đô của mình gửi vào đầu tiên á, nó sẽ gửi trả lại cho mình bằng cái check. Thì và sau khi nó gửi thì cái credit line của mình là cái tiền người ta cho mình mượn á, là khoảng tầm 1.500, 1.900 hay 2.000 á, tùy đợt, mình không có rõ, nhưng mà khoảng tầm đó thì mình xài xong mình trả đúng lúc đúng thời gian thì cái credit của mình á, nó sẽ được được build lên từng ngày đó. Hôm nay mình chỉ chia sẻ cái những vấn đề về credit và debit. Thì mọi người mới qua thì chỉ cần các loại giấy tờ như social ID, passport là mình có thể đi tự mình đi mở tài khoản cho mình để tiền vào cho nó an toàn. Nhiều khi mình mới qua mà nếu mà người nào có tiền á thì nhiều khi để trong nhà thì cũng hơi bị khó, thì mình nên đi mở cho mình một cái tài khoản debit, rồi sẵn tiện thì mình mở cái credit luôn để mình build từ từ credit của mình. Để mình khi như khi mình muốn mua cái điện thoại, mình muốn mua xe hơi, mình muốn mua cái gì trả góp thì cái điểm mình có, mình tốt, mình good thì rất là dễ vô, là nó làm nhanh lắm cho mình. Nhưng còn không á nó khó lắm. Còn không á, nhiều khi mình muốn mua trả góp cũng không được, nó check tùm lum á, nhưng mà cũng không có ra đâu vào đâu hết. Thì khoảng khi nào mà bạn có việc làm 1-2 ngày thì mình có tiền thì mình lên đó, tại vì nó thường nó hỏi là làm ở đâu, income bao nhiêu tiền đó, thì mình làm các cái chỗ mình làm rồi thì mình income thì mỗi tháng một ngày hay mỗi tháng này trả cho mình bao nhiêu thì mình cứ nhân lên 12 thì mình viết vào đó, nó cũng không ảnh hưởng gì đâu, mình thấy nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Thì nên mở cho mình một cái debit và credit. Mình chia sẻ một chút để mọi người có thể tham khảo. Còn các anh chị nào hay người nào có cái ý kiến nào thì góp ý cho mình để mọi người có thể xem được cái vấn đề đó để rút kinh nghiệm, để rút kinh nghiệm. Rồi người nào có cái cách nào hay hơn á thì cứ comment phía dưới cho mình ha. Mọi người đã quan tâm theo dõi cái channel của mình thì nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.